Thực hư câu chuyện ông năm trèo nổi thành cồn ở Vàm Nao ai cũng hiếu kỳ đến xem. Là vừa qua quý vị đã xem qua một cái đoạn video nói về cái hiện tượng gần đây ở cồn Vàm Nao nổi lên, xuất hiện một cái cồn, tức là người ta đồn thổi đến làm năm chèo nổi quý vị. Thì thực hư cái câu chuyện thế nào thì mời cô chú anh chị em nghe qua cái lời đàm đạo của chú Tám, thì chú Tám sẽ nhận xét một cách thực tế rằng cái cồn này nó xuất hiện từ bao giờ và từ khi nào nó lại nổi lên một cái câu chuyện đến là cái cồn nổi mà lại liên quan đến ông năm chèo quý vị. Rồi mời cô chú anh chị em xem qua cái lời chia sẻ này hen. Thứ nhất, thứ hai nữa là cô chú anh chị em là quan tâm đến cái những cái hũ thuốc trị xương khớp, hũ thuốc tiểu đường và tất cả các loại thuốc đó, thì quý vị hãy điện cho Hiếu, số điện thoại là 0338616469. Thì quý vị nếu mà điện không được đó, quý vị để lời lời nhắn thì Hiếu sẽ điện lại cho quý vị hen. Rồi cảm ơn quý vị, mong quý vị ủng hộ video này đến phút cuối cùng ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Mà thầy đi ngang qua đó là Mặc Dân đó, thầy trở về Vàm Nao thầy cũng có nói rõ vào cái thời kỳ đó là trong cái quyển nhất thầy có nói là con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thảm sầu thiết tha, chừng ấy nổi dậy phong ba, có con nghiệt thú nuốt mà người hung, đến chừng thú ấy phục tùng, bá gia mới biết người khùng là ai. Thì cái câu giảng của thầy nói ở đây đó, xin thưa cùng toàn thể chú quý vị và thinh thưa tất cả những bà con, mình phải nhận xét cho rõ cái câu giảng mà thầy nói đó. Chừng ấy nổi dậy phong ba, như vậy là chừng ấy là chừng nào? Mình phải đính chánh cái câu của Phật nói. Thì hôm nay đó, bà con mình nghĩ coi, cái cồn này đó, theo cái sự là hiểu biết của tôi và cái thời gian tôi làm lúa ở bên ngay chân chỗ cái điểm đặc biệt nhất đó là ở tại là dòng Bánh Lái, dưới dòng Bánh Lái kinh Cà Mau, tôi đã từng đi ra đó để tắm và từng đi ra đó để đá banh, thấy không? Thì hôm nay đó, mặc dầu nói về cái sự mầu nhiệm của ơn trên đó thì trời sắp đặt rõ ràng. Thầy cũng có cho biết là coi như là phải chuyển xây trái đất một bầu chứ không phải là không có. Nhưng mà bà con mình xét thấy đi, ở cái con sông nào cũng vậy, ông bà mình thường nói là con sông là bên lở bên bồi. Mà cái cồn này hiện tại bây giờ trên dưới đó theo tôi hiểu biết đó là 20 mấy năm, 27, 28 năm rồi. Thì vào cái thời gian này, trong cái việc mà cái đập ở trên vùng đất Campuchia đó, hiện giờ tôi đã lên trển đó là cái ngọn suối là suối lớn ở trển đó nó bị bí cái đập đó rồi, cái dòng nước không còn chảy mạnh như ngày xưa nữa. Mà chỗ đó ngày xưa gọi là cái đuôi cồn ép đó, là ngày nàng ép đó ngày xưa đó là có cái dòng sấy nó rất là mạnh nha quý vị. Cái dòng sấy đó có thể nói là khi tàu ghe mà đi lại mà sơ hở là chìm ở tại đó. Thì xin thưa cùng toàn thể chú quý vị, thì lúc bấy giờ ngang chân Bình Thủy ở bên này có mọc một cái cồn, một bên kia Bình Thủy, còn bên này là Mỹ Hội Đông. Đó, cái cồn đó cách đây là 27, 28 năm, lúc đó tôi còn chứng kiến và ra đá banh ở tại cồn đó. Đó, thì hôm nay á mình đã biết được cái việc của ơn trên, biết được các việc là của Phật, của thần, của thánh đã tiên đoán và cho biết trước trong cái đời mạt hạ này. Thầy đã chứng minh cho mình biết chứ không phải là mình đừng có thấy vậy mà mình là đồn đãi như vậy thì có lỗi với Phật, có với trời nha quý vị. Nhưng mà ở đây đó thầy nói rõ cho mình biết đó, cái nhân vật đó 10 phần là hao 7, 8 là có chứ không phải không. Hoặc là trong tứ thánh nói là hạ nguyên đó, là mỗi vật mỗi mòn, nó phải xây chuyển và thay đổi nha quý vị. Thì hôm nay đã xin thưa cùng quý vị, ở đây đó cái sự tu học thầy đã dạy cho mình biết đó, cố gắng để lo, cũng như ngày xưa ông cha của mình đi vắng, ổng phải là kêu gọi mỗi một đứa con ở nhà phải thủ giữ một công đất để chúng ta làm. Rồi ở trong này đó, nào là bón phân, nào là xạ phân, nào là xịt sọt này kia cho nó đầy đủ rồi đó. Khi cha trở về đó, lúc đó đó
mình mới thu hoạch đó là trúng hay là thất, thì lúc đó mình mới biết được là đúng vào cái thời kỳ mà thầy nói rõ cho mình biết đó. Đến chừng đó mới bốn phương có giặc, hoặc là đến chừng đó đó con long ác nghiệt ngay chỗ đó đó, thấy không? Nhưng mà hiện tại bây giờ đã xin thưa cùng quý vị, cái cồn này nó rất là đơn giản thôi, chứ không có cái gì gọi là nó quá mức hết trơn. Mà quý vị, tất cả tôi khuyên tất cả anh em cũng như là các vị đã ra đó rồi, các vị đứng lên và nói những cái lời mà có thể nói là đồn đãi như vậy đó, xin thưa cùng quý vị, làm cho hoang mang tất cả những cái cô bác và anh chị em trong cái cuộc sống của đất nước Việt Nam của chúng ta hôm nay. Mà Đức Thầy cho biết là cái sự tu của mình hiện tại đó, đường đạo đức mình phải bước đi từ đất, có nghĩa là cái sự hành đạo của mình hiện tại bây giờ Thầy nói rõ cho mình biết nè, phải gắng cố gắng là sớm giới chiều gắng chí nguyện cầu, hoặc là sớm khuya bá tánh cần chiên, rồi lo làm hết tất cả các việc từ thiện, tránh tất cả những điều độc ác, và quyết gội rửa tấm lòng cho trong sạch. Thì lúc đến chừng đó đó, Đức Thầy mới trở về đây đó. Ngài Thầy trở về đó là cái như là trên đài cao gọi các linh hồn đó, lúc đó mình mới có là diện kiến Thầy được. Còn cái cồn hiện tại bây giờ, xin thưa cùng toàn thể chứ quý vị, cái việc trời đất mà cũng như là và cái sắp đặt đó là cồn nổi lên, thì đây là một cái việc là mầu nhiệm của ơn trên, chứ không phải là không có. Nhưng mà quý vị có biết được là cái ngày giờ mà chính Thầy cũng cho biết mà không có biết nói là ngày giờ, hoặc là không có nói là năm này hoặc tháng nọ gì hết trơn, mà Thầy đã nói là đến chừng đó bốn phương có giặc, hay hoặc là cái ngày giờ Thầy không có khẳng định được, thì quý vị không lẽ nói vậy là hơn Thầy sao? Xin thưa cùng toàn thể chứ quý vị, ở đây nếu tôi nói ra, nếu có những cái điều gì mà có xúc phạm với tất cả quý vị, tất cả anh em huynh đệ, thì cũng mong tất cả anh em cũng quan hỷ dùm. Mà mình phải nên nhớ như thế này, Đức Thầy khuyên tất cả bà con mà Ngài để cái chánh pháp, có nghĩa là cái công lao của Thầy đó là 5 năm trường xa cách, có nghĩa là làm những cái việc mà pháp rồi nhật nó là làm cho Thầy phải khổ sở, mà Thầy nói là ta chịu khổ, khổ cho bá tánh, mình sao không nhìn lại cái chỗ mà Thầy á là chịu cái cảnh khổ để mà cứu vớt chúng sanh. Mình là tín đồ, mình phải thương Thầy để làm chi, làm theo những cái lời Thầy dạy, tuân thủ theo lời Thầy đi, rồi sau này đó mình mới gặp Thầy được. Còn bây giờ đó, những cái việc này đó thì nó rất là đơn giản quý vị đó. Mà hiện tại bây giờ đó, Thầy nói rõ cho mình biết, hiện tại bây giờ sống cái cuộc sống của mình đó là ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành, thấy không? Xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh, tánh lành trao chia, gắn công trì niệm sớm khuya, thân ti còn tục, tâm lìa cõi mê. Thì lúc đó có cồn có bãi về nổi mặc kệ, nhưng mà ở đây làm y theo Thầy, thì Đức Thầy cho biết là đến kỳ thi danh Thầy chạm bảng trên đài cao thì gọi các linh hồn. Mình sợ cái gì thì cồn nổi cũng được, mà núi nổi cũng được, hoặc là những cái việc gì nó không có quan trọng. Mà quan trọng cái tâm mình phải sửa, cái tâm mình phải sửa nghe huynh. Có nghĩa là cái chữ tâm mà quỷ hay ma, tiên hay Phật thì cũng là tại nó. Tu giới tỉnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm thì tỏ ngộ đạo màu. Nó vậy thôi. Thì theo cái lời của bà con trong nước ngoài nước, anh em đồng đạo, theo những lời đỉnh chánh của huynh, thì theo mình nhận xét nó có nhiều cái hữu ích gì cái mặt sự đồn đãi lắm. Ơi, bây giờ cái đồn đãi đó đắc chuyện là ở dưới là sông cồn bãi là chuyện nó tự nhiên rồi. Theo tôi nhận xét như anh Tám nói đó, thì mình cũng đừng nên đồn đãi với ông Năm hay gì nẫu cái đó. Đúng rồi, làm sao xíu con người ta để khó làm ăn lắm. Chúng ta phải lo canh tác rồi làm cho giàu có, dân giàu nước mạnh. Chứ đừng có đồn đãi nữa. Thì tâm là của chỉnh Tám, anh Tám này ảnh chỉnh đốn và theo ý mình cũng dữ. Thì tôi nhận xét là cái chuyện đó của thiên cơ trời đất, mình đừng nên bàn. Thì theo ý của mình đó, Quynh Tám, thì mình ngó cái bãi cồn, thì những cái gì lạ lạ thường thường mình hay thích, hay ngó cái chỗ này nổ kia, hoặc chỗ kia có lẽ lạ mình hay chạy coi kiếm, hoặc giả mình nhìn chỗ đó. Nhưng mà đối với mình thấy không cần nhìn một cảnh vật bên ngoài, đó là hoàn toàn giả. Nhưng mà mình nhìn cái tâm mình hằng ngày đúng rồi là chính xác nhất. Mong bà con đồng đạo
trong nước ngoài nước, thôi khỏi cần nhìn cột, nhìn cái tâm, nhìn cái tâm, nhìn cái tâm mình dạ, đi. Đúng rồi, đó là cái giả tướng bên ngoài. Huynh. Dạ, à, nói vậy đó. Dạ, thì dạ. Cũng xin nói thêm chút nữa nghe Huynh dạ, Sáu. Dạ. Thì có nghĩa ở đây đó, ngày xưa đó, Đức Phật á dày công để mà tạo dựng trong một cái cuộc mà cứu đời ở trong cái thời kỳ từ cái nguồn gốc của Đức Phật Thích Ca mà đến hôm nay đó, yeah. Đức Thầy chuyển trở về cái miền Nam này đó, dày công lắm quý vị. Yeah. Mà Thầy đã dặn cho mình biết nè, bỏ dị đoan mới thấy đạo màu, yeah. Bớt giả dối mới gặp người thượng cổ. Yeah, yeah. Nói vậy đó, mà mình hôm nay đó, mình không có nghe lời Thầy mà mình cứ đi ra cái chỗ cồn bãi để mình làm cái gì, rồi mình đọc lên những cái câu giảng của Thầy. Cái người ở ngoài á, người ta nhìn lại, người ta nói cái đạo Phật giáo Hòa Hảo, xin thưa, nếu có nói những điều gì xúc phạm cũng mong bà con mình quan hỷ giùm. Người ta nói cái đạo Phật giáo Hòa Hảo mình á, có nhiều người, người ta, tôi lắng tai tôi nghe, có người ta nói sao mấy ổng an giang, sao mấy ổng mê tín quá. Yeah. Người ta nói ổng, nói, ta nói tới vấn đề mà vấn đề bên đạo Pháp mình đó, yeah. Đó là cái điều kiện đó, tội nghiệp. Yeah. Phải không? Đúng rồi. Mà mình làm cho cái danh thể của Thầy, của đạo mình đó, càng ngày nó không được phát triển nữa. Yeah. Mà mình phải nên nhớ nè, cái sự tu học của mình hiện tại bây giờ đó, gắn chí làm theo lời Thầy dạy là giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng dạ ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật thì cứu thế giúp đời, thì điều đó hoàn toàn không ai nói mình được. Yeah. Đạo Phật giáo mình càng ngày phát khai rực rỡ. Chứ còn ở đâu mà hở ra thì nói ở cồn bãi này, rồi tới những cái việc linh thính kia, cuối cùng rồi người ta nói cho là những cái điều kiện đó làm mình làm như vậy đó, nó ảnh hưởng tới đạo Pháp lắm quý vị. Yeah. Thì hôm nay với cái sự tuân thủ của lời của Thầy dạy như thế này nè, đó, làm sao mình ráng cố gắng mà giữ y theo lời chỉ của Thầy mới ngày ngày gặp ta được. Yeah. Thầy nói rõ mà, đến kỳ thi đó Thầy nói rõ là lúc đó Thầy mới chấm điểm và cho mình được những cái cảnh mà ngày xưa tất cả các vị. Bây giờ tôi chứng minh cho bà con mình biết như thế này. Những cái việc mà Phật đã tiên tri cho mình biết trước là có sự thật. Tôi xin phép để nói lên. Cái thứ nhất, trong cái quyển gì là Thầy nói rõ cho mình biết đó, cái thời kỳ năm 1975 đó, thì lúc đó là có sự thật rồi. Phải không? Bạc không cánh đổi thay chẳng biết, vàng bị nghèo mấy chiếc chẳng còn, mới mấy năm sau quá hao mòn, mùa màng thất đói đau không thuốc, thương hại bấy lê dân đứt ruột, thảm vợ con đói rách đùm đeo, gẫm chữ nghèo thường mắc chữ eo, thêm gạo lúa lại tăng giá mắc, là năm những cái năm nước lụt là Thầy đã nói trước. Và những cái thời gian của thời kỳ năm 45, những cái sự đói khổ ở ngoài kia là có hết. Thì cái việc tiên tri này đó là Thầy nói rõ cho mình biết, hay hoặc là những cái việc mà xảy đến đó là cái thời tiết, Thầy đã nói rõ cho mình biết là cái thời tiết này nó sẽ xoay chuyển. Đúng rồi, trời giông gió sái mùa thế tiết đã Thầy nói rõ rồi. Mà phải ông Huynh thấy rõ ràng là trời giông gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi, thì điều này là Thầy nói có y gan vậy đó chứ không phải không. Còn nói về cái vấn đề mà chỉ ngay về ngay chân chỗ dàm nao, thì ở đây đó, tại sao cái cồn này nổi lên rồi phải là làm những cái điều đó là như vậy, là cho dân chúng và bà con sẽ hoang mang. Mình phải tin chắc rằng như thế này, có nghĩa là lo làm ăn, rồi lo tu hiền chân chất đi, rồi một ngày nào đó đó, cái việc gì đó để cho trời Phật mới lo toan. Yeah. Cái việc này thôi chứ mình khỏi lo. Mà mình phải ráng cố gắng nè, mình lấy một cái gương, có nghĩa là lấy một cái gương đó, mình soi sáng cái tâm của mình đó. Yeah. Phải không? Mình soi sáng cái tâm của mình đó, mình sửa làm sao mà cho đến ngày cuối cùng đó gặp Phật, gặp Thầy nơi chốn mây rồng đó mới là cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Bây giờ cố gắng nhìn thấy được những cái đồng tiền mà phung phí này bà con gom góp lại để đi mua từ cái bao gạo hoặc từ cái lít gạo đó giúp cho những người đang đói khổ kìa. Yeah. Thì điều đó là bà con nên làm. Yeah. Hay hoặc là gặp những người lâm nạn thì Thầy nói là đua chen giúp giùm, chứ đừng có đi ra đó làm chi cho nó mất công. Yeah, yeah. Mình nói ở đây thì nó đụng chạm, nhưng yeah, mà cái người đời á, thì thật ra bà con người ta đi á, thì người ta có cái chỗ người ta thấy cái gì lạ lạ người ta đi, chứ còn thật ra xin thưa cùng toàn thể bà con anh chị em huynh đệ của mình, nếu gặp những cái điều đó đó, mình là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì mình đã biết được rồi,
thầy đã nói những cái việc lạ kỳ đã có hay chưa thì điều đó thì mình khỏi coi, bây giờ mình cũng biết như thế nào. Hoặc là những cái việc mà đồn đãi đó đó, xin thưa cùng tất cả anh em huynh đệ thôi, giờ xin phép đó, mình miễn đi, đừng có ra đó nữa, và mình đừng có nói những cái lời gì cho nó quá mức để cho bà con người ta xôn xao, người ta cái dư luận của người này nói vậy người kia nói khác, rồi làm cho người ta không có thể làm ăn được nữa. Cái điều đó là cái điều lợi hại cho trong đạo. Thì ở trong một cái việc ngày xưa, từ xưa tới bây giờ đó, trong cái công cuộc mà tu hành ở đây đó, thầy ban cái chánh pháp bây giờ mình phải nhắc nhở, và tôi thì cái sự thiểu kiến của tôi đó, còn nhiều anh em cô bác còn có thể là cao kiến hơn tôi nữa, nhưng mà tôi xin phép để nhắc lại như thế này. Trong một cái thời gian có thể là mình đi ra đó để mình nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ cho bà con nghe, rồi mình đó là thổi phồng lên cho bà con người ta sợ trong cái lúc đó chừng 1-2 ngày thôi, không có, hoặc là 1 tháng không có gì hết đó, thì bắt đầu á bà con người ta nói cái chuyện này nói tưởng sao mấy ông đạo nói toàn là không có, không thì cái chuyện tu của người ta là hoàn toàn không có gì hết. Còn mình phải nói ngay cái nhân quả, có nghĩa là luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai, vậy ta nên làm việc thẳng ngay, cứ bền chí thì có ngày thông thả. Bây giờ đó mình phải nhắc những cái lời vàng ngọc của thầy, có nghĩa là gieo một cái giống quý thì mình sẽ hưởng được cái giống quý đó. Thí dụ như mình làm phước ở đây chứ ngày mai đó mình sẽ hưởng được cái phước khác liền đó. Đó là mới gọi là mình khuyên tất cả bà con phải nên đó là đi vào cái con đường hành đạo như thế đó, và nghe lời Phật, lời thầy dạy, chứ đừng có hù dọa hoặc là nói chuyện này linh thính chuyện kia mơi tới mốt tới, thì hoàn toàn nó ảnh hưởng tất cả chung ở trong đất nước Việt Nam và ngoài nước, hoàn toàn bà con mình đó là một thời gian không có gì hết rồi đó, là bị chểnh mảng cái gì tu hành đó quý vị. Phải không? Thì ở đây đó mình nhắc lại những cái lời của thầy dạy. Hiện tại bây giờ là thầy nói là ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Thầy nói rõ cái chổi ta bà này, bà con mình thấy rõ ràng không? Lớp bệnh già chết nó bất cứ giờ nào, sanh lão bệnh tử nó kề cận bên mình đó. Mà thầy nói là câu niệm Phật, chờ ngày chung cuộc ráng cố gắng niệm Phật đi. Để làm chi? Có nghĩa là được ơn trên ban cái phước lành cho mình, niệm Phật này ra bệnh tật tiêu tan đó. Đó, thầy nói là khi mình đau ốm này cũng vậy, thầy nhắc cho mình đó, rủi ốm đau bởi tại căn tiền, hoặc hiện kiếp làm điều bảo ác, phải ăn năn phước điền tạo tác, lo thuốc thang khẩn giái Phật trời, nguyện sửa lòng ắt Phật giúp đời, xuống phước rộng từ bi hỷ xã. Thì bà con á, học sâu hiểu rộng, nên nhắc nhở tất cả bà con mình phải trở về cái con đường chánh đạo, không sát sanh hại vật, không có là tin theo những cái lời gì mà cúng kiến thần thánh gì để điều cái sát sanh, thì đó là gần như đi đúng vào cái chánh pháp của Phật. Đó thì mình phải nên nhắc nhở những cái lời vàng ngọc, và nhắc những cái lời mà thầy đã kêu gọi cho biết là khi mình được an hưởng được cái việc mà tu hành đã được ban cái phước và ban một cái công đức rồi, thì thầy nói là cuộc y thực muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sanh nhai, rồi trí yên nhàn nhìn cảnh Phật đài, khỏi quả khổ mưu cầu bất đắc. Thì lúc đó đó bà con mình mới hưởng được. Bây giờ nói chung ra mình làm phước đi thì cái phước này tuy là không thấy nhưng sao nó không có mất đâu quý vị. Còn xin thưa cùng quý vị, nếu mà nói về vấn đề mà cái cồn bãi á, thì tôi nhắc lại một lần nữa, có nghĩa là cái cồn này đã có từ hồi thời gian tôi ở làm lúa ở bên Cà Mau lớn cho đến khi mà tôi biết được là cái cồn này trên dưới 27 năm chứ không ít. Thì hôm nay á, thì bắt đầu á, những cái nguồn nước nó bị yếu dần đi, thì cái cuộc xây chuyển này đó, ngày xưa đó nước 6 tháng nước 6 tháng khô, thì mỗi lần nước lớn đó bà con mình thấy dùng ở đồng bằng của mình là nước nó xây chuyển nó chảy mạnh lắm đó. Thì hôm nay nước nó dần dần đó, thì cát nó phải bồi lên thôi đó. Còn cái việc đặc biệt nhất nữa đó, nói về đồn đãi nói là cát mà chùi răng đồ này kia mình làm vậy đó là nó sáng răng rồi này, có cái hiện tượng này kia, xin thưa cùng bà con mình hốt cát ở trên bờ thôi, mình chà răng mình xúc miệng nó cũng trắng bình thường. Thì từ cái chỗ đó đó bà con mình nên nhớ là đừng có làm vậy, có nghĩa là một người nói rồi 10 người nói rồi 100 người nói, thì làm cho tất cả bà con người ta đem vào cái tâm là có thể là
người ta mê tín. Thì hôm nay đó Đức Thầy cho biết là mình bỏ dị đoan đi quý vị. Bỏ dị đoan mới thấy đào màu. Bớt giả dối mới gặp người thượng cổ. Bây giờ mà đời này còn giả dối là không bao giờ gặp là các vị tiền nhân, các vị Phật ngày xưa đã dày công mà kéo chúng ta trở về là con đường chánh đạo mà thầy nói đó. Cái ơn của thầy đã nói xin lỗi chứ bây giờ đã phụ lòng thầy sao? Mình làm vậy là phụ lòng thầy nghe quý vị. Thầy nói rõ cho mình biết là khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành dắt lại Phật đường, chứ không phải là đi ra cái cồn đó mà dắt ra đó để làm gì, để đồn đãi để làm gì, có nghĩa là sai với lời thầy dạy. Thì thôi bây giờ đó trời đất sắp đặt như thế nào thì mình để im nó đi, rồi mình gán nè, trao tâm luyện tánh cho mình, có nghĩa là mình về sửa cái tâm của mình, coi cái việc gì mà mình làm sai đó thì mình phải rút bỏ và giữ những cái điều răn cấm của thầy dạy, thì điều đó mình hành đạo cho đến ngày kết thúc. Thì ở đây thầy cho biết câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc đó quý vị. Thì xin thưa cùng đó là huynh Sáu, thì những cái lời mà tôi đã nói lên và ý kiến như vậy đó, thì huynh thấy có những cái gì mà nó có phù hợp hoặc là có những gì mà nó có sơ sót đó, thì huynh cũng bổ chính thêm trên cái việc mà nói qua những cái cồn bãi mà vừa nổi ra ở tại chỗ nói chung ra đó. Cái đó là nó thuộc về đó là ngang cái cồn Bình Hòa, Bình Hòa Bình Thủy ha. Dạ, Bình Thủy. Đó như vậy thì một bên đó thì là Mỹ Hội Đông, còn bên đó thì Bình Thủy. Nó nằm ở thuộc về sông Hậu mà cái nhánh có nghĩa là ngã ba. Nó vậy đó. Thì cái ý của tôi đó thì tôi biết làm sao thì tôi nói vậy, nhưng mà cũng kính lời là gửi tất cả bà con cũng như là anh em cô bác cao kiến cũng như là các vị đó là anh em huynh trưởng hoặc là các đệ, có thể nói đó mình phải nên giảm lại một chút xíu, có nghĩa là ở đây đó mình giảm lại đi và nghe lời thầy dạy. Mình nghe lời thầy dạy và khuyên tất cả bà con của mình mà những người chưa có hiểu biết được giáo lý đó, thì mình phải nên nhắc nhở làm sao bà con gắng cố gắng vững vàng lo tu học và vừa lo làm ăn đi, chứ đừng có cái vấn đề mà nói đồn đãi ngày mai này kia kia nọ hoài đó. Cái đó là nó ảnh hưởng cho trong đạo của mình rất là lớn nha quý vị. Thì kính mong bà con nếu có nói những điều gì mà quý vị mà có xúc phạm gì đó thì cũng mong bà con mình đó là cũng hoan hỷ cho tôi xin thành thật cảm ơn. Còn theo cái ý của huynh, những cái việc mà mình nói qua như vậy đó, theo huynh có ý kiến gì thì huynh Sáu cũng gợi lên để chúng ta mình cũng bàn luận học hỏi với nhau. Dạ. Theo lời của huynh nói nãy giờ thì cũng giống như ý của mình. Dạ. Bởi vì dạ chị đang mới thấy mưa đậu màu. Dạ. Bớt giả dấu mới gặp người thượng cổ. Thì theo tôi nghĩ là cồn bãi là cái chuyện nổ là thiên nhiên, khi mà giọt nước nó không có đạp sấy mạnh như ngày xưa đó. Dạ. Thì cồn bãi nó nổ lên, còn ngay cái ngọn nước nào nó đạp sấy thì nó không có nổ cồn. Dạ. Thì có khoảng 5-10 năm nay thì cái dòng sông mình có từ ở nguồn nước từ Campuchia xuống nó yếu dần thì nó sấy đi đất nó mới nổ lên, còn nếu chỗ nào sấy châu đất thì không nổ cồn. Dạ. Thì đó là lực của tạo hóa đó, tự nhiên vậy. Thì dạ, theo mình thấy anh nói cũng giống ý của đệ. Dạ. Thì tôi cũng mong bà con đừng có hoang mang và cái cồn nó làm cho mất cái phong cách người đạo của mình. Nếu mình người cửa đạo thì mình nghĩ nó gọi là mê tín. Dạ. Thì dạ. Cho nên cậu hai Thanh Sĩ ông tả một cái bài này ha. Dạ. Ông nói ngày đêm thân mình suy ngẫm, ngăn gió trần cho lặng sống tâm. Tại vì mình ngó cái sống bên ngoài hoài, nhìn cái cảnh này loại đẹp, cảnh kia đẹp hoài, cho nên cái tâm mình không có lặng. Dạ. Cho nên mình tìm lại cái tâm mình vắng lặng, trở về bản tái cái lai thanh tịnh của mình đi bà con. Cái đó là cái thiệt, còn cái đó là giả, chính bản thân của mình cũng tứ đại cũng là giả. Cho nên mình thích nghe đồn chỗ này gặp cái lạ, gặp kia lạ, mình chạy theo nó, rồi mình chạy theo cảnh. Thì chạy theo cảnh thì không thấy cái tâm mình. Thì lời của anh Tám thì anh nói là cũng giống như ý mình, mong bà con trở về bản lai thanh tịnh và giữ một cái chân lý, cái biết và cái tánh của mình đi, chứ đừng chạy theo tánh bên ngoài thì nó không hợp với chân lý. Dạ. Ý mình đó vậy huynh. Dạ dạ. Thì đó thì hôm nay thì cũng có cái nhân duyên anh em mình cũng hội ngộ về đây. Dạ. Có nghĩa là mình học hỏi và sưu tầm qua cái giáo lý của thầy. Tôi thì nói chung ra
cái sự hiểu biết thì nó cũng kém cỏi hơn tất cả anh em khác. Yeah. Nhưng mà ở đây đó tôi là đặc biệt nhất là tôi sưu tầm qua vấn đề giáo lý của thầy căn bản lắm. Yeah. Có nghĩa là những cái lời vàng ngọc của thầy mà đêm hôm tôi cũng phải gắng cố gắng, bởi vì thầy nói rõ cho mình biết đó, mình phải nên nhớ là coi rồi phải nhận cho hiểu lý. Yeah. Thấy không, cái lời của vàng ngọc của thầy mà nói ra là mình phải biết, chứ không phải yeah. là đơn giản, không phải là mình nghĩ là cái bài học nó bình thường thôi. Yeah. Mà thầy nói rõ cho mình biết á, quyết dạy trần nên nói lời thường. Yeah. Phải không, cái lời thường của Phật ngày xưa đó, tại sao mà người ta nói cái lời thường của Phật, phải không? Đây là tôi xin nhắc lại nè, đức thầy nói cái câu mà lời thường này đó, bởi vì ngày xưa đó, vào cái thời kỳ 2560 mấy năm đó, là những cái lời của Đức Phật ngày xưa ở bên Trung Ấn Độ là cái tiếng Phạn không à. Yeah. Thành ra đó, đức thầy trở về đất nước Việt Nam mới là dịch nghĩa lại, và cái bài chú Đại Bi thầy mới dịch lại là cái bài là Tây Phương Tiếp Dẫn đó. Dạ, dạ, đúng rồi. Thì ở đây đó hoàn toàn là những cái đại ý của thầy là những cái bậc cao siêu. Yeah. Thầy là một vị Phật ra đời, thầy mới xiển dương chánh pháp lại. Yeah. Cho mình. Mình đó là người Việt Nam thì mình phải biết cái chữ của Việt Nam. Yeah. Đó, thầy mới nhắc lại là cái lời thường. Yeah. Để cho chúng sanh dễ hiểu mà tập. Yeah. Mà cái lời thường này, xin lỗi, của Phật chứ không phải là yeah. lời thường của chúng sanh. Yeah. Thì hôm nay đó, có nhiều khi bà con mình nhận cái sự sai lầm. Đức thầy nói cái câu này mà mình dịch qua câu khác là yeah. xin thưa, tội lắm quý vị. Yeah. Tội lắm đó. Nhưng mà ở đây đó mình phải nhớ là thầy nói câu nào mình phải suy nghĩ và đắn đo. Bởi vì thầy nói cái câu, những cái câu bây giờ nói một đoạn thôi. À, rồi thầy nhắc như vậy, như đời xưa có gã tử phòng xem yeah. thời cơ, người đã rõ thông dùng tôi thiểu yeah. mà an bá tánh. Yeah. Bà con có biết tôi thiểu là cái gì hay không? Yeah. Mà tử phòng là ai? Yeah. Phải không? Thì mình phải nghiên cứu vào những cái lời đó và biết được cái ông tử phòng này là ông gì. Yeah. Thì xin thưa cùng quý vị, nếu mà nói ra ông tử phòng á, là ngày xưa ông là ông Trương Lương. Yeah. Ông Trương Lương đó là ông dùng cái tôi thiểu, có nghĩa là thầy nói lái ngược lại là tiêu thổi. Yeah. Đó, dùng tôi thiểu mà an bá tánh. Yeah. Như vậy á, thì cái ống tiêu của ông Trương Lương này đó là ông chỉ thổi lên á, thì tất cả những cái là giặc giả nó kéo nhà. Tới nó nhớ nhà, nhớ nhà, nó buồn, nó yeah. đau bỏ kiếm yeah. hết, thì đó là nó rút về hết. Yeah. Thì ổng là trấn an được bá tánh ở trong yeah. cái thời kỳ đó. Yeah. Thì hôm nay đó thầy đem cái chánh pháp này trở về đây đó, thì trấn an tất cả bá tánh mà mình phải nghe cái lời thầy dạy, nói cho làm sao cho đúng để mình xê dịch là mình yeah. có tội. Dạ yeah, đúng. Thấy không? Yeah. Thầy tái hoài. Ok. A Di Đà Phật. Quỳnh Tám ơi, cái chuyện này đồn nó cũng nằm vị đang mê tín rồi chú Tám. Dạ. Quỳnh Tám nó lộn Quỳnh Tám. Dạ yeah, dạ. Yeah. Mà cái ở trên núi Cấm cái giếng là người ta nuôi cá. Mà theo mình nghĩ là có chừng là người ta tát nước, ta bắt cá hay sao, chứ mấy ông đồn bây giờ nói tự nhiên giếng khô cạn, cái chuyện này nó cũng nằm cái vị đang theo ý Quỳnh thì như thế nào, còn ý đệ thì không tin cái việc mà tự nhiên mà cạn. Nó nói là người nhiều khi lắm lúc ta tát nước bắt cá thôi, giờ đồn có chuyện này nhỏ hình như nó phi lý quá. Dạ. Mong Quỳnh Tám coi có ý kiến nào nó hợp lý cái sự đồn của người ta không? Dạ. Thì Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị đồng đạo, cũng như kính thưa Quỳnh Sáu yeah. và tất cả bà con. Yeah. Mình cũng xin mạng phép mạo muội nha yeah. để nói qua vấn đề mà ở trên núi Cấm. Yeah. Bởi vì có thời gian trong đầu tháng Giêng, gần cuối tháng Giêng á, rồi qua tới tháng 2 thì có nhiều bà con người ta đồn đãi, mà chính chú cháu tôi cũng đích thân lên tới ở trên cái hồ cá ở trên tại Phật Di Lặc đó quý vị. Yeah. Thì có người ta nói giờ cái hồ đó giờ đó là nó có một cái việc đó là nó xây diễn. Yeah. Có nghĩa là nước bây giờ nha, nó cạn. Yeah. Cá đồ chết tùm lum hết trơn. Yeah. Đó. Yeah. Rồi đời này nó gần là sắp tới rồi. Yeah. Ta nói vậy đó. Thì xin thưa cùng bà con, gán niệm Phật đi bà con, phải không? Cái gán niệm Phật đi, bởi vì ở đây đó Huynh hỏi đó, tôi mới nói nè. Yeah. Ở trong cái việc á, bây giờ mình nói cái đơn giản thôi, Huynh múc một cái thau nước để ra giữa lộ trong cái lúc nắng này nè. Yeah. Đầu tiên đó là ngang cái mặt thau. Yeah. Thì bây giờ từ từ đó qua một cái buổi từ sáng cho tới chiều á,
là bắt đầu nước nó giật xuống tầm một phân hoặc là hai phân, bốc hơi đi hả Quỳnh? Dạ, thì cái điều đó nó cái tự nhiên thôi. Ở trên cái việc mà cái thiên nhiên ông trời ông sắp đặt, thì cũng như cái tại sao mà có nước ở trên, nó gọi là ông gồng lấy nước. Thì cái sức hút của tất cả những cái sức nóng này đó, nó bốc cái hơi lên, thì ở trên lúc nào nó thời gian đúng cái chu kỳ mà ngày xưa đó 4 mùa 8 tiết nó xoay chuyển, có nghĩa là khi lúc mưa thì ổng nhờ hút cái chất nước lên rồi mới mưa xuống thôi. Thì cái điều đó là cái điều đó là đơn giản ở trong một cái cuộc sống của con người trong cái quả địa cầu này thôi. Còn nói về khoa học thì đây là một cái việc mà mình nói đó là cái sức nóng mà hút lên. Đó, như vậy thì ở qua một cái thời gian trên núi Cấm mà nó phải giật xuống, thật sự ra mà nói là có thể trên một thước nước. Có thể là đi xuống tới cái bãi mà cái ngày mà tôi lên đó là tôi thấy cá nó cũng có chết lai gai. Thì mình nghĩ như thế này nha quý vị á, nên nhớ là như thế này nè, bởi vì á, theo cái lời á, từ xưa tới nay lời thầy rồi lời Phật rồi tất cả các vị mà ngày xưa đã tiên đoán cho biết trước, mà chính thầy cũng có nói rõ ràng cho mình biết đó, chừng nào núi Cấm quá lầu thì là bá tánh đâu đâu thái bình, hoặc là trong cái Long Hoa Hội ân cần lo lập lập cho rồi tam thập lục nhân, hoặc là sấm giang thì lộ bản vàng, có nghĩa là người ta dịnh vào cái lý của núi Cấm, thấy không? Đó. Hoặc là rừng lâm cây đá thấy ngày nay mà ruột năm non có cát đài. Như vậy thì thử hỏi cái điều đó đó, quý vị mình đồn lên thì nói là cái ao nước đó đó nó bị khô cạn rồi, để chuẩn bị đời tới. Mà quý vị mình quên dòm đi, ở trên đó là tất cả là hàng trăm cái hộ, hàng trăm cái hộ tính luôn chùa Phật lớn rồi chùa Vạn Linh rồi tất cả vòng vòng đó đó nghe quý vị. Mỗi một cái hộ người ta đúc một cái ống xuống dưới để người ta rút nước lên ta xài. Ta xài. Phải không? Dạ có. Đó, ta rút nước lên ta xài, thì thử hỏi trong 3 tháng trời mà không mưa không no gió gì hết trơn rồi thì phải cạn thôi. Rút nước lên cái nước nào mà chịu cho nổi mà không cạn. Đúng rồi. Thì ở đây đó mình phải nhớ nè, mình là cái người mà tín đồ là con của Phật, mình là đệ tử của Phật, thì mình phải nhớ cái lời Phật dạy như thế nào. Mình phải mà lời nói của mình đó, mình nói cho đính chánh lợi, cho chánh kiến đàng hoàng, chứ mình đừng có nói là mình đồn đãi như vậy rồi nó hoang mang lắm. Bà con nó hoang mang lắm. Thành ra để hỏi thì ở đây đó tôi cũng xin nhắc lại như thế này, trong một cái việc hạn hán này á, đến nỗi là biển mà còn phải rút nước, chứ đừng nói chi tới cái vấn đề cái hồ nó quá nhỏ đi. Đúng rồi. Đó. Mà hiện tại giờ nè, ngay chỗ cái bến tôi nè, ngày xưa đó trong cái thời điểm này nước nó lên đấy, nước lớn lên rồi thì ngập cái bờ này luôn, mà bây giờ nó nước nó hạn cỡ đó. Thật ra thôi bây giờ á, để nói á, một cái thời gian mà đồn đãi như vậy đó, cũng khuyên tất cả bà con, tất cả anh em mình phải đính chánh cho rõ ràng, là bởi vì ở đây đó trong một cái công cuộc mà dài công mà gây dựng nên những cái lời mà Phật Thánh nói đó, xin thưa mình phải đính chánh và nói cho nó rõ đó. Cái lời của Phật nói là mình phải nói cho đúng nghe, mình nói cho rõ, chứ đừng có để cho là nó sai lệch rồi người ta đánh giá cái đạo của mình nghe quý vị. Thì ở đây đó tất cả bà con mình nên nhớ như thế này nè, cái điều thứ 8, điều thứ 7 trong cái điều 8 điều răn cấm: đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho mình lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Thầy nhắc mình như vậy đó, mình phải nhớ nghe, đừng có nói cái núi Cấm mà nước nó giật xuống rồi đồn đãi rồi đời tới, hoặc là khô hạn hay trơn đó, cái đó là nó đi vấn đề đó là nó sai lệch. Mà mình phải nhớ là điều này có nghĩa là hạn hán thì lúc nào nước cũng phải là khô cạn rồi, cộng thêm cái nữa bà con xài nước ở đó thì lúc nào nó cũng phải rút một ngày như vậy, là xài lên nó nhà khối thôi. 100 nhà thì 100 khối nước. Đúng rồi. Phải không? Đó thì huynh thấy rõ ràng đó, thì cái điều đó đó, cái đồn đãi này nó làm cho bà con người ta phải sợ và hoang mang. Rất rõ ràng. Đó, thì một ngày nào đó từ đây cho tới tháng 3 này ổng mưa xuống rồi, có nhiều khi á, tại sao ổng mưa xuống rồi lúc là chân có khi lộ xá nó ngập lúc địa trên trên núi, nước nó tràn xuống chảy không kịp thì nó dưng lộ lên như vậy.
nhưng mà nó có những cái điều đó, nó là điều nó bị ảnh hưởng toàn bộ hết. Nói vậy đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Những lời của Huynh Tám đỉnh chánh là đúng về lĩnh vực là cái sự thiên nhiên. Bà con cũng định tâm lại, đừng có chạy theo một cái hình, đó là cũng hình tướng đó. Thì nếu mình chạy theo một hình tướng thì mình không thấy được tâm mình. Cho nên có câu lục tổ nói, minh tâm kiến tánh, thấy tánh thành Phật. Cái tánh của mình thấy mình thiện ác, đó là thành Phật đó. Mình biết mình ác thì mình trở là thiện, thì đó là Phật. Còn mình cảm thấy mình chạy theo cảnh vật bên ngoài thì cái đó là một cái giả. Chính bản thân chúng ta là sống trong quả địa cầu này là giả hết. Cho nên có đoạn Đức Thầy nói trên dương thế tất hình hữu hoại, nếu có hình tướng là hoại. Vậy thì cái sự lực tiên nhiên giếng khô giếng cạn là cái chuyện đó bình thường chứ không có gì đó. Mà nếu mình suy nghĩ nhiều quá trở thành một cái diễn vong là mê tín. Mong bà con hơi bỏ cái diễn vong đó đi, mình trở lại Phật tánh của mình đi ha bà con. Thì sau khi kết thúc video cũng cảm ơn đồng đạo và bà con trong nước ngoài nước để coi những cái clip này, đều chúc bà con để phát tâm tu và đường đời đường đạo và cái tất cả hạnh phúc cho đất nước nhờ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giữa cùng là bà con xuống đó người ta tắm rồi người ta vui chơi, mở ra một cái khu du lịch của quý vị. Thì đây là cái điểm báo cho ông Năm Chèo xuất hiện của quý vị. Thì bởi vì á, thì giảng xưa cho biết đó là một cù lao sụp trước làm đầu, mã long ứng ngữ ra hầu quan khiên. Tức là bây giờ chúng ta biết đó, đó chính là gần cái chỗ ở dưới cái dầm nao đó, nó có cái cù lao viên. Nhưng mà ngày hôm nay cái cù lao nó xuất hiện ra một cái cồn. Nó thì rõ ràng những cái điểm lạ nó đây cho chúng ta biết. Hay hoặc giả là có những cái lời tiên tri đó. Chừng nào mà là đường mà nó lỡ tới mộ của ông ba là đó, đó là băn khoăn tới đời luôn đó. Thì rõ ràng những cái diễn biến gần đây cho chúng ta thấy là bây giờ bà con ngoài miền Bắc, miền Trung, ở ngoài nói với Hiếu là Hiếu ơi, bây giờ ở Mỹ cưng với anh chị em sống ở trong miền Nam là quá có phước rồi. Tụi chị ngoài đây hen, không biết tại sao gì, nguyên nhân gì mà bước đầu năm thìn này đó là chờ lúc nắng lúc mưa, lúc nắng lúc mưa bất thường là bà con bị xương khớp, bị nghẹt mũi, bị đau họng là liên tục liên miên luôn. Không hiểu lý do tại sao bước đầu năm thìn vậy. Thì em cháu mới dự điện cho một cái người chị cũng quen thân với em cháu, thì chỉ cho biết hiện giờ vậy đó, là bây giờ bà con ngoài bị xương khớp, bị này kia là bị nghẹt họng, nghẹt mũi này kia vô cùng nhiều luôn quý vị. Thì đó là những cái điều mà cái dấu hiệu cho chúng ta biết. Còn miền Nam chúng ta thì bây giờ cô chú anh chị em thấy đó, là bây giờ cái thời tiết nó cũng vậy, nó cũng không có được bình yên. Sáng thì nó nắng cực gắt, tối thì trời nó lạnh lạnh lạnh. Bây giờ là con người ta chết vì bệnh đột tử cực kỳ nhiều luôn quý vị. Có thể nói là chiếm tỷ lệ rồi, nói chung là khi xưa người ta nói là bệnh thế kỷ, tức là cái bệnh HIV á. Thì bây giờ quý vị thấy đó là cái bệnh HIV nó có thuốc điều trị, người ta sống khoảng 20 năm, 30 năm là bình thường. Nhưng mà bây giờ cái bệnh đột quỵ đó, thì quý vị thấy đó là ngủ đêm, sáng dậy là cứng đơ, sáng dậy là cứng đơ là ra đi. Nó ở dưới em cháu chút xíu là có một cái chú này ở chung với một đứa cháu, hay chú cháu bán giấy số. Thì đứa cháu nó còn nhỏ quý vị, nó tầm có 6 tháng nè, nó không biết á. Thì hai ông cháu ngủ chung, sáng á là người ta thức dậy giống như là những người hàng xóm xung quanh đó, đã thấy sao ông này ông ngủ trễ quá mà 9-10 giờ ông chưa thức dậy bán giấy số. Mà thử coi ông có bệnh hoạn gì không. Rồi mở cửa tông vô, kêu không ai nghe chứ quý vị, tông cửa vô. Thì thấy đứa cháu ngồi kế bên nó khóc, rồi ông ngoại ông nội cứng đơ. Thì rõ ràng đây là những cái điềm báo cho cái đời quân hạ sắp tặng cái gì. Thì đây là cực kỳ quan trọng cho cô chú anh chị em. Cô chú anh chị em gán niệm Phật dùm cho đại đi. Bởi vì cái phước báo của những người niệm Phật á, họ sống lâu nè, không bao giờ bị chết yểu nè. Họ có phước nhiều nè, không bao giờ bị thiếu phước nè. Họ giàu sang nè. Nếu mình nói về niệm Phật mà giàu sang thì nó hơi quá, như gọi là cái hạnh phúc ấm no trong cuộc sống đó. Họ không bao giờ lo nghĩ về cái sự mà buồn rầu tại thế gian này. Tức là những cái người niệm Phật là cực kỳ có những cái phước báo như vậy. Tất cả các nhà sư giỏi ở trên thế giới đều công nhận cái điều này quý vị. Đó, trong tất cả các bộ kinh sách luôn. Lời khuyên của người ta là yêu cầu chỉ biết là niệm Phật thôi. Giàu, nghèo, sang, hèn, khôn, trí hay là dại gì, tất cả đều hòa quyện bằng 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật thôi. Là tất cả mọi chuyện trên khổ đau trên đời này nó sẽ không xảy ra đến với mình và gia đình mình. Em cháu khẳng định gì luôn quý vị. Đó, cô chú cho em ngán niệm Phật thôi. Mà thầy cho biết đó là lòng sáu chữ nhớ không có ngớt thì nạn tai cũng thoát như không. Hay hoặc giả là Nam Mô sáu chữ Di Đà, từ bi tế độ vậy mà chúng sanh, xưa nay sáu chữ lạnh tanh, ít ai chịu khó niệm sành thử coi,
Chì tâm thì quá tôi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Gạch tim đem để nó vào thì là mở khỏi máu đào tuôn rơi. Để sau đến việc thả tơ, tu hành sao kịp và chiều mơ cho lành. Ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đậu lại cho gành nắng mưa. Tu hành nhiều kẻ chẳng ngơ, mặc ai dèm xỉm mà sớm chưa chẳng màng. Thì cô chú anh chị em thấy đó, thì ngày hôm nay cái tiếng sáu chữ Nam Mô Đà Phật này đó, thì nó dịch ra được cái những cái bậc mà người ta đã tu hành đắc đạo rồi đó, người ta dịch ra được. À, niệm nam phải tâm thanh tịnh, à, mô không cầu lợi chẳng dục danh, trừ dâm dục nuôi tinh đủ, di dứt đáng lo giữ báo lành, đà lấy kim thân sanh bất hoại, Phật là xá lợi hiệu vô sanh. Sáu chữ Nam Mô Đà Phật này nó có nghĩa như vậy đúng không vậy? Nhưng mà cái nghĩa này là do những người cô chú anh chị em người ta đắc đạo đó, đắc đạo những cái bậc khi xưa đắc đạo đó, người ta dịch ra vậy. Nhưng mà cái nghĩa của sáu chữ Nam Mô Đà Phật này là không thể dịch, không sao nghĩ bằng cái công đức vô lượng này quý vị. Cái đây là cái tiếng Phạn hen, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là tiếng Phạn đó. Thì cô chú anh chị em thấy đó, thì trong tất cả các bộ kinh nó đều có một cái gọi là, quý vị nên thường xem cái kinh đó, cái kinh mà cái kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, tức là 19 cái lời thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà quý vị. Em cháu không nhớ gành, nghĩa là nó có mấy chục cái lời thệ nguyện hay là 19 gì đó. Nhưng mà cái nguyện thứ 19 á là cấp cả chúng sanh trong thế giới mười phương này, ai mà nghe đến danh hiệu hồng danh của ta, phát tâm niệm Phật, thì người đó đến phúc lâm chung, ta không rước về cõi nước Tây Phương Cực Lạc, nguyện sẽ không thành Phật. Đó là cái nguyện cực kỳ quan trọng đó quý vị. Tất cả cô chú anh chị em ở đây, mình hòa thanh vào những cái tiếng niệm Phật để giúp cho mọi người bớt khổ đau, bớt tranh giành, bớt cấu xé lẫn nhau, bớt đi cái sự ham muốn tại thế gian này. Yêu cầu tất cả chúng ta là những cái sự nóng giận nè, buồn vui giận hờn, cái cuộc sống lúc nào quý vị, quý vị thấy đó, nó không bao giờ nó chảy màu hồng đâu. Nó cuộc sống lúc nào cũng phải trong gai, giá di đường đời bằng phẳng thì anh hùng hào kiệt có hơn ngay. Tức là cuộc sống lúc nào cũng phải trải qua những cái trong gai, những cái khó khăn. Bắt buộc là con người chúng ta sanh ở cõi này, em cháu khẳng định luôn, cái cõi này chính là cái cõi trả quả. Cõi trả quả chứ không phải là cái cõi gọi là hưởng quả nha quý vị. Bất kỳ trên thế gian này thứ gì nó cũng khổ chứ quý vị, nó khổ như vậy đó. Bây giờ chúng ta gán làm, gán lụm, mà chúng ta có cái điện thoại, chúng ta có chiếc xe hơi, thì ngày hôm nay chúng ta phải gán làm sao để mà giữ gìn chiếc xe hơi này. Sợ gian phi trộm cốp gình mò, rồi thấy của người thèm khô nước miếng, tính làm sao lừa gạt lấy đi. Ngờ sẵn túi tham bất cứ chuyện gì, giàu số tốt cũng là dùng trước. Thì chúng ta bây giờ nè, chúng ta giàu cũng khó tu, mà nghèo cũng khó tu, nhưng mà chúng ta biết tu là được. Biết tu là sao? Là tu theo giáo lý Đức Thầy. Ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cày cuốc, cũng chuyên tu hành. Em cháu có nhân duyên với tất cả quý vị, một lần nữa em cháu cảm ơn quý vị rất là nhiều. Không có quý vị không có Hiếu ngày hôm nay, hai năm mấy, ba năm nay rồi, ở cái kênh cư sĩ canh giới còn vẫn còn đứng vững trên màn ảnh nhỏ nữa đây, cũng là một cái tâm nguyện rất là nhiều những cô chú anh chị em. Hiếu vô cùng biết ơn. Hiếu nếu mà có thể nói là gặp ngoài đời là có thể gọi là có thể làm cúi đầu mà kính cẩn để cảm ơn tất cả quý vị luôn quý vị. Đó, quý vị đã ủng hộ rồi, quý vị tin tưởng, quý vị trao những cái niềm tin đến với Phật Pháp cho cô chú anh chị em, thì Hiếu lấy đó mới làm vững tin, mới chia sẻ Phật Pháp lại cho quý vị. Hiếu biết gì Hiếu nói nấy, Hiếu không bao giờ nói bướng nói càng, không bao giờ nói xấu một ai hết trơn quý vị. Tâm Hiếu là như vậy. Đó, bây giờ mình cố gắng sống thật với chính mình. Quý vị thấy đó không, cái đứa bé Tường Lam bây giờ đó, những anh em như Tấn Dũng, Thành Hậu, anh Châu Phú này kia, rất là được cái sự mến của cô chú anh chị em luôn. Người ta ở Mỹ về nè, ta ở Úc về nè, người ta ở thành phố, người ta danh nhân này kia, ta không biết làm phước đâu gì. Nhưng mà đi theo bé Tường Lam, đi chỗ này chỗ kia, chỗ phát 2 tấn, 3 tấn, 2 tấn, 3 tấn, một clip đưa lên là mấy chục ngàn người xem không. Thì đấy là một cái điều gì quý vị, mình binh vực đứa bé. Mình không phải nói tiếng binh vực, thì đứa bé đâu có làm gì sai đâu mà binh vực. Có nghĩa là mình ủng hộ cái tinh thần Phật Pháp của bé, mình mến bé, để bé là một cái người có nhân duyên, có nhân duyên với Phật Pháp mới khuyên được bà con bố thí làm lành gì quý vị. Mình không hề nói xấu bé, như vậy là cái tấm lòng của Hiếu ở đây quý vị đã hiểu rồi đó. Rồi, thì để trở lại một cái vấn đề ngày hôm nay là cảnh khổ nào kề. Thì đây sắp tới, thì cô chú anh chị em cũng thắc mắc là tại sao ông lão Campuchia lại nhắn mặt. Thì do cái công việc, tính chất công việc và sư huynh đó, ít có khi lên nói với cô chú anh chị em nhiều. Không phải như những cái người khác mà lên nói thiên, nói địa, nói khơ khơ khơ, không phải gì quý vị. Nghĩa là ngày nào cũng lên clip, ngày nào cũng nói này kia, nó
như vậy đó, không phải sư huynh là nói chuẩn mực, nói có chủ ngữ và vị ngữ, nói có đầu có đuôi có lớp có lan, tức là nói những cái điều cực kỳ hay, cực kỳ thấm với cô chú chị em. Là chú giảng qua những cái điều này điều kia không bao giờ bị lặp lại. Sư huynh Campuchia rất là hay dịu vậy, không bao giờ bị lặp lại từ đó, không bao giờ bị lặp lại cái ý nghĩa mà đã chú giảng rồi đó. Bởi vì sư huynh rất được sự yêu mến của chú anh chị em, bởi vì một khi mà được cái file ghi âm của huynh đó rất là hiếm, nhiều khi là 2 tháng 3 tháng, nhiều khi nửa năm trời huynh không có đưa cho đại bất kỳ một cái file ghi âm nào trên nói gì, thì bắt buộc hiểu cũng phải, mình cũng phải biết được cái nhân viên của huynh đó, mình phải hiểu cảm thông cho huynh đó, những cái gì mà cần nói thì huynh mới nói, những gì không cần nói thì huynh không bao giờ nói đâu quý vị. Đó là những cái điều mà Hiếu muốn thông báo. Rồi thì ở đây đến cuối video thì Hiếu sẽ chia sẻ qua những cái điều cho cô chú anh chị em vô cùng thắc mắc trong thời gian gần đây. Đó chính là hiện tại sư huynh Sáu Giàu đã giao cái thực phẩm chức năng lại cho Hiếu. Rất là nhiều cô chú anh chị em điện cho Hiếu, mấy ngày nay là nghe không kịp quý vị. Trên dưới là mấy chục cuộc gọi người ta điện lại, người ta nói cảm ơn, cái tiếng cảm ơn người ta khóc luôn. Bây giờ người ta nói là chồng tôi khi sơ cái người này á quý vị, có chồng á là cũng lớn tuổi rồi, 70 80 rồi, ông bị đau nhức xương khớp hoài. Ông mới mắc lúc mùa dịch á, ông nói là chú Hiếu ơi, hồi lúc á phải như giá như mà chú làm sớm hơn, biết về sớm hơn á, thì lúc đó là tuy rằng không cứu được cái mạng của chồng tôi, tại chồng tôi chết vì dịch bệnh, nhưng mà lúc đó ông đau nhức, ông tê nhói lắm, mà ngày hôm nay nó y chang nó trả quả là cho tôi. Tôi không biết khi xưa là vợ chồng tôi có làm cái nghiệp gì không, đó ngày hôm nay nó trả quả cho tôi y chang vậy. Mà ngày hôm nay tôi có cái thực phẩm chức năng này của chú, tôi vô cùng cảm ơn chú. Bao nhiêu tiền, bao nhiêu này kia chú nói đi tôi trả hết. Nó nói không cô ơi, để không có lấy tiền của cô, để chỉ đi mua giùm cô cho tất cả quý vị thôi. Đó, để chỉ mua những cái phần thuốc này trao lại cho tất cả quý vị, để không bao giờ lên đây để mà buôn bán, mà ra giá, ra này kia, cô chú anh chị em nhớ nha. Ai mà nói tiếng mua bán với Hiếu là Hiếu rất là buồn. Bởi vì lên đây chủ yếu là Hiếu gom một phần, chẳng hạn như là quý vị đặt hàng á, Hiếu gom khoảng 20 đơn, 30 đơn, 50 đơn gì đó, Hiếu đi ra cái nơi xa, đi từ đây đến đó là mất 5 ngày chờ. Mất 5 ngày chờ thì Hiếu mới lấy những cái kinh phí của cái này nè, Hiếu đi ra đó Hiếu làm. Hiếu làm gì bà con quý vị? Ở bình thường quý vị thấy đó là Hiếu đi quay, Hiếu quay chừa video là gì đó, cái thời gian sau Hiếu mới xuất hiện, thời gian sau Hiếu mới xuất hiện lên trở lại, chứ không phải là ngày nào cũng lại ngồi đây để nói với chia sẻ quý vị. Thì cái thực phẩm chức năng này đó thì bây giờ là cô chú anh chị em nó nâng cấp lên được là 6 hũ, tức là 4 hũ này nè nó sẽ trị được thằng gút và ngừa gút, đặc biệt là không có giữ nước hen đó, ngừa gút và trị rút đó. Cô chú anh chị em mà có trong tay rồi đó thì nhớ dùm đợi. Còn một cái hộp lớn hộp nhỏ này đó, nó nâng cấp, nó mạnh hơn cái thằng kia là gọi là gấp 75%. Bởi vì thằng kia chỉ là cái thuốc giảm đau thôi, cái thằng đỏ đỏ mà Hiếu ưa chào quý vị là thuốc giảm đau thôi, mà thằng này đó là nó thực phẩm chức năng đó. Nó tăng lên cái màu nó cam cam gì nè quý vị, nó tăng lên, nó tăng lên gọi là 75% cái sự hiệu quả, dùng hết là hết luôn chứ không bao giờ bị hết thuốc mà gọi là bị tái lại đó. Thì thằng này nó không có giữ nước đó, nó không có bị biến chứng hen. Nó gọi là trị xương khớp, gai cuộc sống, thoái hóa cuộc sống, thoát gì địa điểm, đau nhức đầu gối, đi đứng không nổi này kia đó, gai cuộc sống của gì. Rồi bị nói chung là nó bổ bổ thận luôn, bổ thận với bổ gan của mình luôn. Cái công dụng của nó nhiều lắm quý vị. Mà sư huynh Sáu Giàu nói đó, còn Hiếu lên đây Hiếu chỉ chia sẻ thôi. Ai mà cần thì liên hệ cho Hiếu, số điện thoại là 0338 616469 thì liên hệ cho Hiếu em. Đó, thì quý vị nói là một cái combo trị xương khớp rút rồi đó, thì trong khi đó là Hiếu sẽ tặng dầu. Dầu này Hiếu làm bằng cái vị thuốc bắc, là 3-4 vị thuốc bắc trong đây. Một chai như vậy đó thì thường thường quý vị thấy một chai đến 2.000-3.000, nhưng mà Hiếu làm một chai đến 5.000-6.000 để gỡ tặng bà con. Thì Hiếu mới vừa nghiên cứu ra một cái củ nhân sâm nữa, Hiếu sẽ để trong chai luôn cho quý vị đó. Hiện giờ cái đơn này, cái đợt hàng này Hiếu đang nấu ở dưới nhà quý vị, thì sẽ để một cái củ nhân sâm như đây cho quý vị luôn. Hít vào trị Covid hen. Rồi nữa Hiếu sẽ làm cái dầu màu trắng kia nữa, dầu màu trắng nó sẽ trị viêm son son, nó viêm son, viêm mũi, thúi lỗ mũi này kia nó trị được hết luôn. Rồi đây là hai thằng, rồi này nè là bất kỳ những cái ngứa lát ghẻ phong cùi này kia đó thì này nó trị hết đó, này trị hết là cái hũ này nó làm cũng là vị thuốc bắc. Rồi tiếp theo tức là chai thuốc rượu,
thuốc rượu này là thuốc rượu uống, quý vị uống vô được, một ngày quý vị uống muỗng hay muỗng đó. Thì bây giờ có những người mà người ta không dùng thuốc tây được á, người ta không có dùng thuốc nam được đó, người ta dùng thuốc bắc này rất là chịu, vậy nó dùng thuốc bắc này rất là chịu luôn. Người ta ngày cho chấm muỗng muỗng hay muỗng gì đó uống, giống như uống cà phê chấp 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 miệng như quý vị. Nhưng mà nó giảm máu bầm, nó giảm tê nhức và nó gọi là nó nhẹ cho mình nhiều luôn quý vị. Nó không thua gì cái thằng này đâu. Bởi vì hai thằng này nó cũng nói chung là mình cần một trong hai thôi. Thằng này cũng uống, thằng này cũng uống, mình cần một trong hai thôi. Mà nếu như mà đi với cái thằng xoa bóp á thì mình lại lấy cái nào cũng được trên. Hai thằng này vẫn tốt ha. Hai thằng này vậy là vị thuốc bắc. Đó, 18 vị thuốc bắc trong đây nè. Thằng này nó vẫn tốt. Nhưng mà thằng này đi với thằng này thì nó nghịch với nhau, tức là hai thằng đều uống hết. Quý vị cô chú anh chị em á thì hiếu khuyên quý vị nên lấy một thằng uống như là một thằng xoa bóp rượu như nè. Đó là nó như vậy nó hay nè. Đó, còn nếu như mà lấy thằng này đó thì lấy như thế này. Đó. Đó, không nên lấy hũ này. Đó thì như vậy thì gia hiếu dẫn giao cho quý vị hen. Tất cả ở đây làm thuốc bắc không quý vị à, làm bằng cái lòng không à. Còn đó, thôi còn tất cả những cái dây chuyền kinh thiên tâm đạo này kia đó thì hiếu cũng chia sẻ quý vị. Hiện giờ bà con đang động lại những cái đơn mà miếng dán nhà, dán xe, bà con đã tin tưởng lắm quý vị à. Có người đó người ta điện lên, người ta nói với Hiếu, nói là chú Hiếu ơi, cái nhà tôi quá khổ rồi. Cái nhà tôi nói chung là nhà cái gì mà nhà sập bìm bịp leo đó. Nói là bây giờ quá khổ rồi. Thôi bây giờ là tôi nghe sư phụ nói bây giờ gì đó là, tuy rằng sư phụ không có nói là treo cái miếng nhà đó vô là giàu có gì, nhưng mà sư phụ không nói là treo cái đó vô bình an. Thôi giờ chú gửi tôi một miếng đi. Thì bữa đó Hiếu mới gửi chứ. Thì qua có khoảng 3 tháng sau vậy là tự nhiên ở đâu đó lại một người, rồi tự nhiên hợp tác làm ăn này kia luôn. Bây giờ cái gia đình nó khấm khá một cái, quý vị nói là mình không sao nghĩ bàn luôn á. Đất mà gọi là một công mấy hai công, lúc rồi trong cái nhà nó nghèo khổ dữ lắm đó. Nhưng mà từ lúc mà treo cái miếng dán nhà nó vô rồi nó giàu sang đó. Thì cái này thì mình do tâm linh hen, cô chú anh chị em tin không tin thì thôi đó. Người ta điện là ta nói với Hiếu vậy. Đây, đây là cái dây thiên tâm nè. Đó, quý vị cô chú anh chị em đó, cái dây thiên tâm nè nè. Đó, bên đây thì nó không có hoa sen, bên đây nó có hoa sen. Đó, thì đây là cái dây thiên tâm chứ không phải là cái dây thánh giá của chúa nha quý vị, nó khác hen. Đây là dây thiên tâm, cô chú anh chị em thỉnh thì nói với Hiếu. Rồi, còn đây là cái kinh sách của thiên tâm nè. Kinh Nhật Tụng nè. Đó, cô chú anh chị em cần thì nói với Hiếu, Hiếu gửi luôn. Còn hình cha mẹ, Hiếu cũng có hình cha mẹ luôn. Còn liên quan về đến Phật giáo Hòa Hảo á, cô chú anh chị em trước mắt là tại sao Hiếu này nó là cư sĩ rồi Phật giáo Hòa Hảo rồi thiên tâm gì. Em cháu đã nói rất là nhiều lúc gì, mình không chấp một pháp nào trên thế gian, mình sẵn sàng lìa xa các nghiệp thiện trần. Bởi vì quý vị thấy đó là Phật giáo Hòa Hảo và thiên tâm đạo thì rốt cuộc ra tất cả các đạo trên thế gian này đều dạy con người ta làm hiền làm lành hết trơn quý vị à. Đó, bây giờ mình thấy cái hạnh nguyện của chú Ngô Tuấn Kiệt đi. Quý vị thấy đó, có ai mà cầm tiền một gọi là một cái tỷ phú đó, tỷ phú trên thế gian nó nhiều lắm. Có ai đi cầm tiền đi mua nguyên một cái núi để nuôi người tu không? Đó, cái núi Thiên Long Sơn đó, bây giờ đang mua ở cái núi ở bên Thiên Long Giang, tức là bên Texas á. Rồi cái lúc mùa dịch đó, bà con ai cũng nháo nhào ở chân, nhất là thành phố. Rồi là vắng tanh rồi bị chết thì kia chung không kịp đó, nhưng mà chú vẫn gỡ qua những cái máy oxy, những cái máy thở. Rồi chú nói những cái điều mà bây giờ thay thế những cái người tiên tri bây giờ quý vị. Đó, chú được cái sứ mệnh của ơn trên để chỉ dẫn cho bà con. Nói đâu là có thấy nấy đó quý vị à. Một người mà 14 tuổi mà qua Mỹ nói được những cái tiếng đó là nó khó lắm. Nhất là cái tiếng Mỹ với lại cái tiếng Việt Nam nó khác nhau nữa. Đó, không phải dễ gì mà chịu nhiều cái cay đắng quý vị à. Lúc mà mới lập ra Thiên Tâm Đạo bà con cũng chê bai dè biểu dữ lắm. Đó, lúc trước năm mấy hai năm chính Hiếu nè, Hiếu không có chê bai thiệt nhưng mà Hiếu không quan tâm. Đó, khi xưa thì thôi bây giờ ông này là chú Ngô Tuấn Kiệt nè, ông có khiên thay Thiên Tâm Đạo nè, chỉ vậy thôi. Mình đâu có tìm hiểu sâu đâu, mình đâu có biết mà tới bây giờ đâu quý vị. Mà cuối năm vừa rồi đó, đến năm nay là Hiếu làm lên tất cả những cái Thiên Tâm Đạo này, là một trong những người đầu tiên đứng ra để phát những cái kinh Thiên Tâm này kia. Cái này nhằm mục đích là cho bà con ăn hiền ở lành, biết quay về cái Phật Pháp để mà lo tu ha. Không nhằm mục đích là cái gì hết, cô chú anh chị em thông cảm. Để cho quý vị hiểu đó, chứ bây giờ mình biết thêm nhiều đạo cũng vẫn tốt quý vị. Đó, thầy nói là mình không nên phỉ báng tất cả các đạo. Tất cả các đạo trên thế gian đều đi hòa một cái chữ hòa, gọi là Phật giáo Hòa Hảo đó, hay là Thiên Tâm Đạo. Thì bây giờ Thiên Tâm Đạo cũng gom lại một cái chữ hòa.
tất cả gọi là Công giáo, Thiên Chúa giáo, rồi Ấn Độ giáo, đạo Rishuma, nói chung là tất cả đều hòa vô cái cây gọi là Thiên Tâm Đạo đúng rồi. Mà đạo Thiên Tâm tức là đạo của trời đúng không chị? Đạo của đời thượng nhân mai sau đó. Thì nữa cô chú anh chị em có thể cố gắng tìm hiểu dùm Hiếu ha. Hiếu không có nói nhiều trong cái clip này, Hiếu đã nói rất là nhiều lần rồi. Đó. Rồi tất cả các hình thầy, hình thầy đứng, hình thầy đờ mi, hình thầy này kia đó, những cái cuốn kinh sánh sấm giảng này kia đồ, Hiếu tặng không cho quý vị. Hiếu tặng không cho quý vị. Hiếu không có yêu cầu quý vị là đưa tiền là tất cả gì hết. Đối với tấm lòng của Hiếu á, Hiếu không có muốn mà bất kỳ những điều gì quý vị. Cái cuộc sống mà nhiều khi mình nói thẳng quá thì nó gọi là nó đau lòng. Thật sự là Hiếu muốn tất cả cái gì của Hiếu là cho hết tất cả quý vị. Cho hết, không bao giờ nhận bất kỳ gì. Quý vị thấy đó là những bất kỳ những phần quà nào là Hiếu đem đi cho. Không bao giờ nói là giữ trong nhà một bao gạo, một hạt gạo, một gói mì. Không có. Đó, hàng xóm ở đây xung quanh ai cũng nói chứ không gì. Nói thằng Hiếu này nó làm gì đâu mà. Bây giờ đi cho một tấn, hai tấn gạo mà không giữ lại nhà một bao. Rồi đi mua gạo người ta ăn là sao Hiếu bây giờ. Có nhầm người ta tham đó. Người ta lấy một, chẳng hạn một ký nó 20 ngàn. Người ta lấy ra, người ta bán liền trong đó là một ký nó 15 ngàn. Người ta đem gạo của mình đi bán luôn đó. Nhưng mà không sao, mình biết rồi. Mình tạm thời mình ngưng lại, sắp tới ít có cho người đó lại. Mình dành những phần khổ đó cho người khác. Chứ không hề nói động người ta tiếng nào cho quý vị. Không hề chừa lại một bao gạo trong nhà. Rồi, thì đó là những cái phần mà chia sẻ của Hiếu qua những cái thiên cơ, thiên chi và những cái thực phẩm chức năng gửi cho cô chú chị em. Thì mọi chi tiết cô chú chị em vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0338 616469. Và đặc biệt á, là hiện giờ Hiếu đang có những cái đơn hàng như thế này. Tức là người ta lấy thỉnh thuốc đó quý vị, thỉnh thuốc thực phẩm chức năng đó. Thì người ta bên thế này là bị viêm độc gan. Thì người ta viết với Hiếu là bị viêm độc gan. Thì Hiếu mới hỏi các vị thầy của An Giang để đó. Thì sẽ đưa ra cho người ta một tô thuốc. Một tô thuốc này có thể là cho không. Có thể là lấy lại kinh phí là 100-200 gì đó. Để mà tiếp tục là gỡ chung với cái đợt thuốc xương khớp này luôn. Đó, bây giờ Hiếu đang bị có được 3 đơn nè. Cái đơn của chị Cẩm Tú nè, là chị bị viêm độc gan nè. Cái đơn của chị Bùi Loan á, là chị bị uống thuốc tây nhiều quá, giữ nước cái mặt xương phù luôn. Cái đơn thứ ba nữa là bị huyết áp cao, là cái chị này nó mệt. Chị đi có khoảng 10 bước, 20 bước là nó mệt. Thì cô chú anh chị em nhớ là nói những cái bệnh nó kèm theo. Thì Hiếu sẽ đi hỏi những cái vị thầy này để mà làm phước cùng chúng quý vị. Hiếu gỡ một đợt như thế nào đó để gỡ cho quý vị hết luôn, sẵn một kiến một gần gỡ một lần khó. Đó là cái tâm nguyện của Hiếu. Hiếu giúp bệnh, Hiếu không có bán hay quý vị. Có nghĩa là những cái thuốc đó hiện dài Hiếu không có giới thiệu, tại vì nó không có nằm trong chuyên mục của mình. Mình giỏi như cái nào, mình nắm như cái nào thì mình gỡ gắm với bà con thôi. Những cái đó thì em cháu sẽ ghi chú lại. Và quý vị bệnh thêm gì đó em cháu sẽ ghi chú lại. Có một cái người này đang bị gọi là bị cái đường tiểu đó, nó bị sưng phù lên, đi tiểu nó khó khăn luôn. Thì Hiếu cũng ghi lại, Hiếu hỏi mấy cái thầy thuốc giỏi. Đặc biệt là những thầy thuốc giỏi này đó là có kinh nghiệm trên dưới là 20 năm đi lên. Hiếu mới hỏi, chứ cái người bình thường Hiếu không hỏi. Đặc biệt nữa là phải truyền lại có khoảng 3 đời. Đời ông, đời cha nè, đến đời cha của người này, đến đời người này là 3 đời, đúng 3 đời vậy đó. Làm những gì thầy giỏi, làm lương y, gọi là chính xác này kia thì Hiếu mới làm. Nhưng mà làm tất cả là làm thuốc Bắc không có gì, không có làm thuốc Tây, không làm thuốc Nam. Bởi vì mấy cái đó uống nó bị giữ nước, với lại nó bị lũng bao tử, thì tội nghiệp cô chú chị em lắm. Tất cả nó đây đều là thuốc Bắc hết. Đó, còn cái hộp thuốc này là cũng là của Nhật luôn em, chứ không phải là của gì hết, cô chú chị em hiểu. Rồi, một lần nữa, Hiếu kính chúc cô chú chị em nhiều sức khỏe và thành công êm ấm bên cái người thân gia đình. Hôm nay cũng là cái những ngày cuối của tháng Giêng rồi. Cô chú anh chị em nào muốn làm phước, muốn phát gạo, muốn phát tâm cùng bé Tường Lam thì liên hệ với Hiếu qua số điện thoại là 0338 616469, thì chúng ta hiệp cùng nhau để mà truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thinh danh công đức.